Thông sẽ đục, đục một lúc nữa đấy, thông sẽ cắt ra thử 1-2 miếng dừa xem sao nhé. À, thông mến chào cả nhà thân yêu nhé. Chúc tất cả mọi người trên mọi miền đất nước và tất cả quý bạn hữu có một buổi chiều nắng nóng khô hanh thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé. Thì hôm nay thông cùng tiếp tục hành trình đi săn ong đến cái vùng đất mới này, cái điểm mới này thì ngoài kia là đường quốc lộ 14 nha các bạn. À, bên này là cái rầy ca thì thông định đạp chân xuống dưới kia suối dưới kia nhưng mà thấy cái đường khó đi quá. À, cho nên thông vào cái đám này. Cái đám này thì cái đám mà người ta đã đụt rầy rồi cũng chạy rồi nha các bạn. Đó. Cũng chạy rồi nhưng mà lại chỗ cái cây này, cái bồng cây này các bạn này. Cây này không biết có phải cây bằng lăng hay không nhưng mà thấy hơi rung rỗng. Thì thông thấy ông nó chui ra chui vào nhá. Đó. Đây. Thông bồng cây đấy. Giờ thông sẽ tiến hành dọn dẹp cái chỗ đó đây là mình thử khai thác xem kết quả như thế nào. Thì cùng một cái cuộc các bạn ạ. Một cái cuộc. Một cái dao. Một cái dao đây, một cái cưa các bạn ạ. Thông có một cái cưa. Đây, dụng cụ nhiều đây. Một cái cưa này thì cũng tẹt ngòm này, không biết có làm ăn gì được không. Đó. Ba cái này thì không biết có lấy tổ ong được trong cái cây này hay không nhé. Các bạn đang theo dõi video của thông cho thông xin một like đăng ký ủng hộ kênh của thông nha các bạn. Thì bây giờ thông sẽ tiến hành hơi khỏi và thu hoạch mật trong cái bồng cây này nhé. Đây nha các bạn. Thì tổ này chắc là cũng không được lượn lắm. Một cái cây như thế này đây. Một cái lồ nó nhỏ như thế này đấy mà cây này chưa mục. Xong là phát hiện ông đi lấy phân hóa về nhá. Đó. Cái lồ nhỏ như thế này đây. Chắc nó nằm ở đoạn dưới này. Thì dầu sao thì mình cũng phải thử các bạn ạ. Phải mà mình lấy được thì cũng vui. Mà không lấy được thì cũng phải chấp nhận. Bây giờ thông hơi khỏi đến chứ quần nó cũng ít về nhá. Thông đã dùng cuộc để đèo ở chỗ này các bạn này. Đây. Nhưng mà gỗ rất là chắc nhá, nó rất là cứng. À. Nhưng mà thông mổ mấy cái đứng trước này á. Đây. Thì lại thấy mấy cái này nó sụp sụp vào. Đó. Nó sụp vào. Thì bây giờ mình khỏe ra cho rồng đấy. Ôi. Bánh tổ đây các bạn ơi. Đó. Một dáng bánh tổ phía trong đấy nhá. Thì xong chỉ mở, việc mở rồng ra thôi. Chắc là tổ ong này mới về phải chứ nếu mà điểm nó về trước khi người ta đụt ở đây thì chắc là nó nóng nó chịu gì nổi. Mà có khi lửa nó lướt quá thì nó ở trong cái bồng cây này cũng can gì các bạn ạ. Không biết sao nhá. Xong sẽ bừa rồng ra. Đã nhìn thấy được 5 miếng các bạn ạ. Đây. Đó. Mất thời gian cùng qua gần nửa tiếng này các bạn ạ. Thông đã khoét ra cho nó rồng thế này. Đã dùng cái giáo này các bạn này. Đó, mình đục mở rồng ra. Nhưng mà kết quả thì cũng mới về nha các bạn. Nhưng mà thông cũng phải nuôi lại. Lấy một một hai miếng chỉnh dừa thôi. Một hai miếng chỉnh dừa rất là mình khoét rất là mình sẽ nuôi lại đây. Tại vì hồi sáng giờ thông cũng gặp hai ba tổ mới về. Thằng cũng đứng nuôi lại thì qua tháng 5
khoảng hơn một tháng nữa, tháng rưỡi hai tháng gì đó thì mình sẽ quay lại vùng này một chỗ nữa, nếu mà chưa ai lợi thì mình sẽ lợi nha các bạn. Cái tổ này mới về, tổ này chắc là người ta đốt rời xong đây, tổ ong này mới về các bạn ạ. Những bánh tổ con nón con vàng như vậy thì chắc cũng mới về được có tầm tầm cỡ 15 ngày quá. Thì thông sẽ tiếp tục đục ra nha các bạn. Mình hứa cho nó quấn nó vào trong một chút thôi là mình đục lơ nó chèn con ong chủ nó chết. Mình đục ra đây là mình để cho bà sáu cho bánh tổ nó dồn nó làm ra ngoài này đi. Quấn cũng ít. Thông ra sẽ đục một lúc này chứ các bạn. Thông sẽ đục một lúc nữa đây, thông sẽ cắt ra thử một hai miếng dừa xem sao nhé. Ở thằng bỏ dao vào đục thì đục một cái thì không ngờ là nó trượt dao một cái nó văng ra một miệng các bạn ạ. Đây. Hôm nay đụng là mới về mới nở được một lửa nhá. Trong đi nó nhỏ, phía trên thì cũng cho được ít mật thôi nhá. Đó. Đục cái lưỡi dao nó văng vào các bạn. Miệng này mình lấy ra đi. Sáu nó cháy à. Sáu nó cháy đó, nó cháy lẫn ra ngoài này. Thì mật nó nằm đâu này thôi, còn trong kia đi. Không biết sao nhưng mà trong kia thì nhỏ các bạn. Xuống càng nhỏ. Rồi miệng này cũng lung lăng đây. Lấy ra luôn. Đây, mật nó gầy về trên các bạn này. Đó. Rồi, mình sửa tổ nhá. Hôm nay tiếp tục đục cho nó tròn ra, cho nó rồng ra trước này đây. Hôm nay lấy viên đá chen lại các bạn ạ. Như vậy là nuôi lại như vậy là rất là ok nhá. Bên này cũng có một ít mật chứ mà. Thôi thì mình để vậy đi. Dù gì cũng chán thú gì cả. Đó. Để về để mình giữ chân ống nhá. Đây. Thì nội dung thì cũng sửa tổ đấy các bạn ạ. Sửa tổ ống trong bồng cái chưa ngày thu hoạch mật thôi. Cũng lỡ gãy mất 3 miệng các bạn ạ. Ba miệng này để lại thì nó tốc độ nó làm nhanh hơn nhá. Nhưng mà thông nghĩ tổ ong này chắc khoảng 2 tháng nữa nó làm đầy ra ngoài này luôn đấy. Thì như không ai lợi nhá. Thì thông cũng chia sẻ một chút ngắn gọn như vậy. Thì video này thông xin phép được kết thúc ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của thông. Thông xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhá.